Tháng này được xếp cho nghỉ phép 2 ngày thì đi đâu cho đáng các bác nhỉ? Sau 7749 sự lựa chọn thì em vẫn quyết tâm đến Đà Nẵng chơi rồi về review lại cho các bác luôn đây. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Ngày đầu tiên thì các bác đặt vé máy bay khứ hồi đến Đà Nẵng, sau đó thuê luôn cho em một con xin máy điện tiện Vivu nha. Có thực mới vực được đạo nên đến nơi em làm ngay bát mì Quảng Đà Nẵng ngon khỏi phải bàn luôn. Một tô đầy ú ụ mà chỉ có 25 cành. Sau đó các bác di chuyển về khách sạn nhận phòng. Công nhận là phòng ở Đà Nẵng vừa rẻ vừa đẹp, dịch vụ lại xịn sò nữa nên các bác cứ yên tâm mà bốc nha. Xong xuôi thì mình ra chợ Đồn Can Quyết thôi. Đồ ăn ở đây phải nói là đỉnh của chóp luôn, vừa ngon vừa rẻ lại đa dạng các món. Thế này thì em phải làm chuyến food tour chợ Cồn thì mới đã các bác ạ. Khoảng 2 giờ mình sẽ khởi hành đi khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đầu tiên là tham quan cụm danh thắng Ngũ Hành Sơn với năm ngọn núi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Em còn được chiêm ngưỡng các kiệt tác điêu khắc cá tinh xảo được tạo ra từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng Đá non nước. Đến tối thì về ghé chợ Hàn, đây là ngôi chợ nổi tiếng nhất ở Đà Nẵng, mang những đặc sản của Đà Nẵng như mực một nắng, bánh khô mề, vài may áo dài để về làm quà tặng gia đình rồi kết thúc hành trình ngày đầu tiên. Đến ngày thứ hai thì sáng ra làm món bún chả cá dai dai thanh thanh 40 cành cho ấm cái bụng đã. Ăn xong thì mình ra biển hít hà thêm chút vitamin C rồi tranh thủ check in trước khi về. Đến trưa thì mình ăn cơm gà cho chắc cái bụng nha. Mẹ cơm gà đầy ú ụ luôn rồi lại tấp vào quán kem bơ béo ngậy 90 canh một cốc ở chợ Đồn. Xong rồi thì bye bye Đà Nẵng, em lại trở về làm nhân viên của sếp em đây. Đấy, ông nào mà là chúa tể thời gian, nữ hoàng bận rộn thì cứ tham khảo ngay chiếc tour này của em nhé.